Ok. Trời đất ơi, người ta cho là bộ chứ ai mà cho thiệt đâu. Mà ăn thiệt vậy? Con xin chào cô Xin chào cô chú. Xin chào. chú. Hôm nay nhà mình ăn giò heo hầm thảo mộc cả nhà ơi, mà hôm nay ăn cái dụm thôi chứ không ăn nguyên cái giò như giống như mọi khi nữa. Hôm nay ăn cái dụm heo thôi à. Rồi mình mua mấy cái dụm luôn, 6 cái dụm gì nè. Xong rồi về cắt ra. Làm một dĩa quá trời khổng lồ luôn. Hôm nay mình hái rau xà lách với lại ớt, ớt trồng mà để cho nó chín luôn vậy nè. Rồi hôm nay mình sẽ ăn cùng rau với chấm đậu tương. Rồi Bi ăn cái gì đây? Cái này là mì, mì trộn. Mì Ủa Bi không có đũa hả? Sao? xay đây con xay mới. Vậy con lấy cái mới đi. Không phải cái nào ở thì thấy ngon rồi con ăn miếng thử mà thiệt cho ngon. Rồi con mua luôn. Đi siêu thị thấy người ta quảng cáo ta bán cái loại mì này nè, rồi mua về ăn luôn. Barbie thì ăn mì cái này kêu gì ta, mì mì đậu, cái mì này nè, mì giống như đậu nành đó cả nhà. Mà cái nước mì là nước đậu luôn nè, chắc nó béo dữ lắm. Để mình ăn thử cho kìa, chắc mơ kìa. Trời ơi, béo quá béo luôn. Cái này của con ngon thiệt tầm ngon. Còn Bi thì ăn cái mì trộn cay cay đó. Rồi bây giờ bắt đầu ăn à. Hôm nay mình không có ăn với mì mà mình ăn chân giò heo thôi. Đây, cái chân giò như vậy. Đây chấm đầu tương nha. Ăn thử đây. Tại vì ở nhà Bi với ông Kim á thích ăn cái dụng nè, cái này kêu bằng cái dụng nè, cái móng giò chứ không có cái ở trên không có khoái luôn, cho nên hôm nay sẽ mua cái này. Nghe cái này ngon lắm. Có ăn Ăn miếng thử đi. không? Mẹ để mẹ gói gà, gói gạo chấm đậu tương, cái cải xà lách tự trồng ăn nó nhẫn nhẫn. Nghe ba ăn cuốn xong rồi. Mì Bài sớm. Ngon. Ngon. Cái đó là một phần ăn á. Cái giọng nói là hôm nay có chân gà heo á, cho nên là làm một phần thôi. Chứ một một bịch lên người ta để hai phần, chứ một phần đó thì ông kia bỗng ăn nãy vậy hai ba đũa là hết rồi đó. Hai dấu. Ngon lắm. Cái này ăn bằng tay nha, chứ mà gấp đũa không được đâu. Có ít quá không? Ông mà nấu cái mì hảo hảo Việt Nam á, cái ông nói trời ơi sao thấm thế. Vậy lúc chụp số một còn gặp thấy hả? Xin chào mọi người. Nó Nó Non. Yeah. Cái này ở trường học ăn ăn cơm đó, ăn cơm trưa da này nhiều mà ngon. Là con chó có tụt xuống bóng lên bà đây. Vậy đó hả? Rồi hôm nay là con ăn ở siêu thị người ta cho ăn thử cái xong là thích đó đúng không? Con mới là cái này cái gì ta, rồi con ăn thử mà ở trường học cái đó rồi là con mua luôn. Con kêu mẹ, mẹ ơi cái này ngon nè, con cái này thích lắm nè, em mua cho đi. Nói vậy là mẹ mua cho liền. Tại mẹ là làm cho con không muốn làm cho mua cho liền, nhưng mà con ăn cơm là mẹ mua cho nhiều. Cho đi siêu thị nhỏ. À không mẹ.
đi siêu thị đi vòng vòng hồi no luôn á. Tại thường thường siêu thị đó, người ta hay quảng cáo bán này kia đó, mì hay là bằng thầu này kia đó, là bắt đầu nó đi vòng vòng nha, đi vòng vòng nó kiếm nó ăn. Nhưng mà mua nha, chứ không phải ăn không đâu. Mua mà cảm thấy ngon, ăn thử mà cảm thấy ngon á là sẽ mua, mà nếu không ngon thì không mua nha. Tại ngon mà ăn ăn thôi là dư bị rồi, không được đâu. Ừ. Ngon rồi ăn thử rồi mà ngon là ăn ba bốn rồi đúng không? Ừ. Nhưng mà đi à không mua luôn, không ngon rồi rồi đi về là không được. Ừ. Mà ăn là mua chứ không phải ăn là ăn ăn không đâu. Ôi má ơi. Sao vậy? Cái tao muốn có đi coi. À coi. À. Mấy cái mèo á? Không trông mèo ấy. 우리 거 맛있어, 지금. 아, 봐. Cay nhớt Việt Nam luôn á, cay nhớt chỉ thiên luôn á. Đi đừng ăn nha. Bảy nha, bảy nha. Cay đó. Cay nhớt ớt ớt hiểm luôn á. Cay nhiều hả? Cay dữ dằn luôn. Cay y như là ớt chỉ thiên Việt Nam. Chân dầm. Ừ. Ồ, chân dầm chú ý rất là mèo á. Ừ. 우리 집게 맛있는 거. 아, 나. 엄마 지금 눈 먹고 있는데. 이거 안 주시에 드냐? 응. 아, 안 빠님 내네. 까이. 아직 조금만 먹어볼게요. 까이. 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 입만 닫아! 매워! 응. 까이. 안 biết là do là. Cái cây ớt này là nó, cái loại ớt này đó là ớt sừng. Mẹ ơi, nó cay hay là mình do mình trồng nó cay? Tại mình trồng á. Mẹ ơi, ăn miếng thử là cay không? Ừ. Chảy nước miếng ngoài. Chảy nước miếng. Chảy nước miếng nào à? Ông Kim ăn ông nó cay ngon quá à. Là sữa cay đó. Mẹ quăng con lấy sữa nha. Mẹ khôn dữ vậy? Mẹ ơi, mẹ ăn cay con ăn cay thử rồi, con cao cay nhiều đúng không? Ừ. Con bây giờ đi bệnh viện, mẹ cho năm, mẹ cho 10 năm gần đi. Ủa, nãy mẹ kêu con đừng có ăn. Chứ mẹ có kêu là ừ ăn đi đâu. Mà để thừa. Mẹ ghét ai để thừa, có tánh để thừa. Tự nhiên mình kêu đừng ăn. Rồi giờ nó để thừa. Cay ngon. Yeah. Cay lắm nè, cho ăn luôn nè. Trồng mấy ớt sừng á? Đà, chỉ có ba đi ăn thôi, ông Kim ăn được thôi à. Cay quá. Cay. Hoặc là nấu đồ ăn, nấu món hàng cả nhà, sắc bỏ vô. Tại người Hàn ta hay ăn ớt sống gì nè. Xem rồi. 베트남 것처럼 비교하면 어때? 큰 차이 없지? 아, 뭐라 해야 돼, 컴에? 나 이렇게 안 먹어봤지? 아, 뭐라 해야 돼, 컴? 큰 차이 없어, 생각보다. 이렇게 묻어도 되냐? 내가 많이 먹었네. 자, 상추 먹어봐. 맵다. 상추 매워? 아. 상추 까이? 쓰다. 안 돼. Cái này ăn hồi cho buồn ngủ chết luôn á. Tại vì mình trồng á, không có phân, không có thuốc á, cho nên là nó còn nguyên nguyên bản. Ừ. Nó sẽ đắng hơn ngoài chợ. Ủa sao?
Ngoài chợ tôi trồng tôi gãi phân thuốc nhiều cho nên là cái lá nó bự bự, nó non, nó ngon mướt, thành ra ăn nó sẽ ngon hơn cái loại mà mình trồng. Loại mình trồng thì nó sẽ nhẫn nhẫn. Còn nàng bạn hết. Chị đâu học cái này không? Con chó ba mẹ. Sao vậy? Tại ba ăn ngon đúng không? Ừ. Thích ăn con luôn. Xin lỗi cô chú nãy mình ăn mất bàn mà y bái đi. Rồi mẹ nói, ủa sao niên ta hồ hát hồn. Rồi mẹ bắt tại. Mẹ là người tốt. Người tốt. Bye bye. Rồi hôm nay quay đến tại thân cả nhà ơi. Bye bye nha. Bye bye.